Rồi cho con nghe, hôm nay thì con số bơm dân thể nè. Dân thể rồi có 1 2 3 4 5. Là dân thể nén. 1 2 3 4 5 7 6 là dân thể nén nha bà con. Với dân thể 10 là dạng dân thể nén. Dân thể 1 số 8 là dân thể nén. Dân thể 1 số 8 là dành cho động cơ xăng. Dân thể 5, dân thể 6, dân thể 7. Dân thể 10, dân thể 8 là dân thể nén. 1 2 4 5 6 7 8 10 là thể nén. Nén là lượng nước ít nhưng mà đẩy đi xa bà con. Nén lúc nào lượng nước ít nhưng mà đẩy đi xa. Quá nhiều luôn. Và bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Số bơm nhân thể nha. Rồi chào bà con nha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Bơm nhân thể. Số công suất thực dân thể 5 á là phản nặng khoảng 25 kg, cái động cơ dùng cho nó là khoảng từ 18 đến 20 mã lực. Đó dân thể 5. Còn dân thể 1 số 8 á, từ động cơ từ 4 ngựa đến 7 mã lực, 7 ngựa là từ 4 đến 7 mã lực. Dân thể 4 là động cơ từ 14 đến 16 mã lực. Đó số bơm dân thể nha. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi cho con coi hình đó nha. Đây. Đây là bơm nhân thể tác, là bơm 80, bơm tắc, bơm trăm, đó là bơm tác nè con. Bơm tác lưu lượng nước lớn đó. Bơm tác là động cơ xài nó nhẹ hơn, nó nhỏ hơn. Này bơm tác đây. Bơm tác gồm có 80, 60 khối giờ, bơm trăm 100 khối giờ, bơm 150 200 khối giờ. Đó là những số bơm tác. Hỏng ga là 150 nè. Vô 150 ra 150 nha bà con. Còn không trăm thì vô 100 ra 100, không 80 thì ra 80 vô 80. Trong nhân thể vô nhiêu ra nhiêu bà con. Nhân thể là đặc điểm nhân thể là gì? Còn đây nhân thể 1 2 3 4 5 6 7 8 là nhân thể nén nè. Nhân thể 10. Nhân thể nén. Nén hay đẩy đi xa bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Cái đầu vô của bơm nhân thể đây. Đó là vàng vàng đầu vô đó bà con, cam cam vàng vàng đầu vô đó đây. Đầu vô 180 đầy đủ nha. Đó đó đầu vô của nó. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Bơm nhân thể. Gắp nguyên bội bà con coi thử nè, coi chơi nè. Đây gấp nguyên bộ đây. Nguyên bộ dàn taxi đầy đủ bà con, về cứ xài thôi. Tùy theo động cơ, tùy theo bơm mà con đánh động cơ nha. Đây là bơm gấp sẵn nè. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Nó sẽ bơm nhân thể.